nay xin giải thích cho các bạn. Nên Nga sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bóng nước nhé. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho Nga một chiếc hũ như thế này, một chiếc thìa, một chiếc nước, một cốc nước nha, nước sạch cũng được. Các bạn đợi Nga một xíu nhé. Các bạn chuẩn bị cho Nga một chiếc ống như thế này, đo vừa tầm tay của mình, Nga thì Nga cũng đã vừa rồi. Và một chiếc như thế này Nga lấy từ đầu Nam Minh 2 đó. Tiếp theo nhá, Nga sẽ, các bạn có thể lấy cái này phẩm màu này hoặc là son hay là cái gì đó nhá, có thể pha được mực cũng được luôn. Đầu tiên mình sẽ pha nước. Cho khoảng 3 muỗng ở đây. Tiếp theo các bạn mở ra nhé. Nga thì Nga sẽ lấy màu vàng. Ôi dạ. Đây. Nga sẽ khuấy đều lên. Sẽ được nước như thế này đó. Đây các bạn. Mình sẽ để sang bên cạnh luôn. Tiếp theo nhá, mình sẽ đóng nắp lại. Tiếp theo nhá, các bạn cầm cái này, các bạn đóng vào đây như thế này. Các bạn cho được nước vào nhá. Nga mình Nga đổ luôn đây. Đó. Mình đổ đủ luôn. Các bạn cầm cái đầu này vòng nó lại như thế này. Vậy là đã được một chiếc vòng rồi. Để nó chắc chắn hơn, Nga sẽ dính băng dính vào nhá. Băng dính đâu rồi? Chờ Nga một xíu để Nga tìm băng dính. Đây, mình sẽ dính vào nhé. Dính chặt vào. Dính vào. Các bạn dính trước vào nhá. Và nó sẽ cắt ra. Mình đeo vào và đã được. Và đã xong rồi. Các bạn đừng quên subscribe và like trên kênh của Nga nhé. Bye bye.